lối. Đời người đôi khi lỡ lòng, rồi một ngày kia nhận lấy đau thương muộn phiền. Đời không như ước mơ, đầy những bất ngờ, buồn vui cứ thoáng qua cùng năm tháng. Đời không như là mơ, đầy những bất ngờ, đỉnh cao hố sâu, nào ta biết sẽ về đâu. Tình yêu thương luôn chất chứa trong tim của mỗi chúng ta, dù đời phong ba sóng gió cuốn ta chìm xuống hố sâu, chỉ cần những vòng tay nhân ái mở rộng đưa ta thoát khỏi cơn mê tối tăm. Tình yêu thương luôn chất chứa trong tim của mỗi chúng ta, ước mong về một nhân gian ấm áp đầy ấm tiếng cười, những ánh mắt trẻ thơ sáng tươi bên đời, hồn nhiên vui đùa trong nắng mai. Ăn cơm đi anh. Ừ, ăn đi em. Nè anh. Thấy đồ xào em xào ngon không? Ngon quá. Ăn đi anh. Về rồi hả? Con bán hết chưa? Dạ, con bán hết vé số rồi mà. Đưa đây. Tiền. Thôi, hai đứa ra sao ăn cơm đi. Dạ. Đi ăn cơm đi anh. Thời buổi này ai như bà, người ta tính bằng ái không à? Tính bằng ái cái gì, tôi tính cái này quen rồi. Thôi bà không nghe lời tôi thì thôi. Hình như nó về rồi kìa bà. Bán hết chưa con? Ủa, con bán hết chưa? Dạ, con bán chưa có hết. Còn hơn phân nửa lận. Trời ơi, con lo đi chơi hay sao mà con không chịu bán? Bây giờ rồi mà còn dư tới phân nửa như vậy hả? Vậy sao không trả cho người ta đi? Dạ, tại vì con đi xa quá, con trả là không có kịp. Không kịp hả mày? Hai thằng mày đi ra ngoài sân đứng với tao. Không có ăn cơm nước gì hết á. Đi ra. Đi. Lại lên. Đi.
Trời ơi, vậy sao giờ? Thì bây giờ phải ôm chứ sao nữa, sắp tới giờ sổ số rồi. Tụi bay nhịn ăn luôn đi nha, không có cơm nước gì hết á. Sơn, sao em không đi học? Ai bắt em quỳ ngoài nắng vậy? Tại chú Duy, chú bắt em giặt đồ, rửa chén. Vì má Hoa có em bé rồi, em rửa chén không sạch, lỡ làm bể một cái dĩa. Chú bắt em quỳ ngoài nắng từ sáng tới giờ, không cho em ăn gì nữa. Anh Giang ơi, em nói thiệt hả? Thiệt chứ giả bộ cái gì. Hồi sáng em đi mua cái que thử thai về thử, hai vạch rõ ràng luôn. Anh coi, ngày mai dẫn em đi bỏ nó nghe không? Sao lại bỏ đi? Nó là con của anh mà, em phải sanh nó ra cho anh. Anh thấy đó, nhà mình như vậy mà sanh nó ra, em làm sao đi bán được? Tiền đâu mà sống hả anh? Em đừng có lo, tụi mình bắt thằng Sơn nghỉ học, đi bán vé số luôn, cho hai anh em nó đi làm nuôi hai vợ chồng mình. Ông đừng có hòng, tôi với thằng Sơn sẽ không đi bán vé số để nuôi ông với má Hoa ăn ở không đâu. Cái thằng này, hôm nay mày bị ma nhập rồi hả? Mày dám nó hỗn đấu với tao hả? Nhà này là nhà của ba tôi không cho ông ở đây nữa. Ông ra khỏi nhà tôi mau. Giang, chú Duy là chồng của má mà con. Còn cô nữa, cô không phải là má của tôi. Lúc ba tôi còn sống, cô là vợ của ba tôi. Bây giờ ba tôi chết rồi, cô cũng không có cái quyền gì ở lại căn nhà này để hành hạ anh em tôi nữa. Hai người lập tức ra khỏi nhà tôi ngay. Giang, con nói gì vậy? Mày ăn thịt gấu rồi hả con? Hôm nay mày dám hỗn đấu với tao hả? Mày tin tao quýnh mày không? Tôi thách ông cho đến tôi á. Mày nói tao ông dám quýnh mày hả mày? Trời ơi, cái gì vậy? Mày, thôi mà mày. Anh ơi, thôi mà chứ tôi mà ở đánh con đi mày. Trời ơi, đừng có đánh nó nữa mà. Thôi à, đi em, chậm chậm thôi. Có sao không em? Em có sao không? Mẹ nó. Sao? Anh Giang. Em ăn đi. Nè. Ở đâu mà anh có tiền vậy? Hôm qua anh đi bán vé số, có một người trúng nhỏ, nhưng mà họ cũng thưởng cho anh nữa. Anh giấu, không có nói cho má qua biết. Anh cũng ghê lắm đó nha. Anh Giang, ăn đi. Thôi, anh không có đói bụng đâu. Anh đâu có giả bộ, chiều giờ anh có ăn gì đâu. Chắc là cũng đói bụng rồi, anh ăn luôn đi. Ừ. Tối nay mình ngủ ở ngoài công viên luôn hả anh? Nếu mà bây giờ mà mình về nhà thì bị đòn nát thay luôn á. Anh cũng ghen thiệt, dám cắn chú đó chảy máu luôn. Ai bị ông đánh em chị? Mà em có còn đau lắm không? Cũng hơi hơi. Nhưng mà hồi chiều anh cắn
đó mạnh vậy? Chắc chú đó cũng đào lắm. Chọn đáng đời. Ai biểu không đánh em của anh chi? Anh Giang. Ừ? Bộ anh thương em lắm hả? Thằng khùng, hỏi gì mà cũng hỏi nữa. Anh không thương em á thì còn thương ai nữa chứ? Rồi anh có tính về nhà không? Nếu mà không về á thì mình ngủ ở đâu? Chết đói rồi sao? Nhưng mà chú đó dữ quá à. Em không dám về nhà. Chú đó cứ đánh anh em mình hoài. Tại vì bây giờ á, ba mình chết rồi, cho nên mình phải chịu thôi. Ngày mai á, anh về, anh nói với chú, xin lỗi chú. Nói chú á, là đánh một mình anh thôi, đừng có đánh em. Không được đâu, em không để cho chú đánh anh đâu. Có bị đòn thì cùng chia hai, em phương nữa, anh phương nữa nha. Bị đòn mà cũng giành nữa. Hai đứa bay đúng là đồ ngốc. Ông là ai vậy? Tao là vị cứu tinh của tụi mày đây nè. Cứu tinh? Cứu tinh là gì vậy chú? Là người cứu tụi bay thoát khỏi cảnh bị cha ghẻ đánh đập. Nói vậy là nãy giờ ông Rình nghe anh em tôi nói chuyện hả? Thật ra tao không có cố tình Rình nghe đâu. Tại vì tụi bay đó giành cái chỗ nằm của tao. Nhưng mà thôi, cũng nhờ như vậy mà tao mới biết rõ chuyện của tụi bay để mà giúp nè. Giúp anh em tôi hả? Tao sẽ giúp tụi bay thoát khỏi cảnh bị cha ghẻ xem thường, đánh đập. Tụi bay đi theo tao thì sẽ sớm được trở nên giàu có đó. Giàu có? Nhưng mà anh em tôi chỉ là con nít thôi mà. Thì tụi bay là con nít nên tao mới giúp chứ. Nếu tụi bay là người lớn á thì tao giúp làm gì? Nhưng mà tụi bay phải nghe lời tao mới được á nha. Nghe lời ông cái gì? Ông nói đi. Thì tụi bay đi theo tao vô Sài Gòn. Sài Gòn? Sài Gòn có sao không vậy chú? Xa, nhưng mà Sài Gòn á, nó là thiên đường, là nơi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hai đứa bay cứ đi theo tao thì tụi bay sẽ sớm trở thành triệu phú thôi. Lúc đó trở về trả thù cái thằng cha ghẻ của mày. Mày đi đâu mà về khuya vậy? Dạ, em đi uống cà phê anh. Anh, em làm anh thức giấc hả? Tao chưa ngủ. Mày cũng quẩn quá ha. Rảnh không? Dạ. Tao hỏi mày chuyện này. Ngồi đi. Dạ. Mày về ở với tao bao nhiêu lâu rồi? Dạ, khoảng tuần lễ. Mày thấy tao là người như thế nào? Là sao anh? Ý tao muốn hỏi á, mày thấy tao như thế nào, tốt hay là xấu? Nếu hôm qua anh hỏi em không biết trả lời đâu. Nhưng mà hôm nay thì em thấy là người tốt. Tại sao? Làm ơn bất cầu báo nhanh thì không thể là người xấu được. Và lại anh là ân nhân đã cứu Cẩm Tú. Một người... Dạ. Tao hỏi mày tại sao tự nhiên mày được cái mặt ra vậy? Dạ em đang suy nghĩ câu trả lời. Nhưng mà em cũng không biết trả lời sao hết. Em thấy anh là người tốt thì tự nhiên anh thoát lên cái tốt thôi à. Nhưng làm người tốt không dễ chút nào đâu. Anh nói em không hiểu. Sao mày hiểu được? Chỉ khi nào mày là tao mày mới hiểu được làm người tốt khó như thế nào. Mà thôi, đi ngủ đi ông thần. Dạ. Đẹp không? Nói bà đi cảm ơn thôi mà. Bà làm gì mà bà ăn diện rồi bà make up rồi này nọ y như bà đi ăn tiệc vậy? Lần đầu quan trọng lắm, phải để lại ấn tượng chứ. Lần đầu ấn tượng? Bà đừng có nói với tôi là chưa gì hết trơn bà đã nghĩ tới chuyện ăn đời ở kiếp với người ta rồi nghe chưa? Trời, chuyện đời
ai biết trước được. Với lại người tốt như vậy cũng xứng đáng làm người yêu của Cẩm Tú này lắm. Không, không được. Tôi đã nói với bà hả, là tôi để ông thiên tân của tôi cho bà rồi. Bà không được để trái tim của mình đi chơi lung tung vậy biết chưa. Ôi trời ơi, nó giỡn thôi. Bộ muốn yêu là yêu được hay sao? Biết đâu người ta cũng có người yêu rồi. Thôi không nói dòng do nữa, lên xe tôi chở bà đi. Mà nè, bà nhớ những gì tôi dặn chưa? Nhớ gì? Một lát nữa mình tới đó, mình phải làm như là mặt lạnh như tiền, giống như là mình chưa có quen biết gì hết với anh Sĩ Đăng hết á. Coi như là tụi mình là lần đầu gặp mặt thôi. Nếu không á là lộ thân phận của anh Sĩ Đăng á, biết chưa? Ghê chưa? Vừa có máu trinh thám, vừa thích đánh võ. Vậy sao không đi thi làm công an đi? Đi thi làm bác sĩ chi cho uổng vậy? Trời, tại ba tôi không cho thôi. Chứ mà cho tôi cũng thi làm nữ cảnh sát bắt cướp rồi. Càng lúc tôi càng thấy bà với lại anh Sĩ Đăng của tôi đúng là trời sinh một cặp nha. Trời ơi, bà Phương ơi là bà Phương. Bà có một người bạn là tôi à? Mà hả, đi gán ghép tôi cho lung tung hết á. Giờ bà nói đi. Gì? Bà muốn gả tôi cho ai? Cho luật sư Thiên Tân hay là cảnh sát hình sự Sĩ Đăng đây? Nói đi. Đi giỡn thôi mà, làm gì dữ quá. Đi đi. Nè, ngồi chắc đó. Xin lỗi nha, tôi thắng gấp quá à. Bà có sao không? Tôi không sao. Bó bông của bà nè. Trời, đúng rồi, bó bông của tôi. Thắng mạnh như vậy, đập vô người bà một cái làm sao mà nó không bị dập được. Trời ơi, tội nghiệp nó quá. Ủa mà, mình tới đúng chỗ chưa vậy? Đúng rồi đó, tôi hỏi kỹ lắm rồi. Thì đi vô đi. Tôi rùng quá à. Vô chung với tôi đi. Trời, để tôi. Có ai ở nhà không? Chị Đăng. Hình như có ai gõ cửa kìa. Anh ra mở cửa đi, em nằm trên gác mà. Ê, còn vỏ trái cây nữa. Ờ, lấy đi. Nhanh lên, kêu rồi nha. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Không biết mới sáng sớm có ai lại quấy rầy nữa. Là cô hả? Anh biết tôi hả? Hôm đó mình bịt mặt, cô ta không thể nào nhận ra mình được. Anh có nghe tôi nói không? Nhìn mặt anh giống như là anh biết tôi rồi đúng không? Tôi không biết. Khoan đã anh ơi. Anh cho em gửi bó hoa này nha. Tôi đâu quen cô đâu. Ủa, ai vậy anh? Anh đâu biết. Bị đòi nợ hả? Anh Cảnh, anh không nhận ra em hả? Em là Cẩm Tú nè, người hôm bữa gặp nạn rồi bị trấn lột dọc đường, được anh cứu giúp đưa vô bệnh viện đó, anh nhớ không? Cô nhìn lầm người rồi. Tôi đâu có từng cứu giúp ai đâu.
Sao mà em nhìn nhầm anh được? Anh nhìn đây, có phải anh không? Nè. Ủa, cái này là hình anh nè. Ai vẽ đẹp quá vậy? Hơi giống. Hơi là đúng rồi. Tại vì em vẽ bằng trí nhớ của em đó. Em đã nhờ một người bạn làm công an vẽ hình của anh, rồi đăng tải hình anh. Vậy mà cả tháng nay mới tìm được đó. Cái gì? Cô kia công an vẽ lại tôi, rồi đăng hình truy nã tôi hả? Không phải. Em chỉ muốn tìm anh để xin lỗi thôi. Hôm đó ba em vì nóng quá, có những lời nói và cử chỉ không tốt với anh. Anh đừng có giận nha. Tôi quên rồi. Dạ, hôm nay để cảm ơn anh, em mua trái cây với hoa. Em cảm ơn anh nè. Anh nhận cho em vui nha. Ghê ghê. Tôi cứu cô không phải để nhận mấy thứ này đâu. Xong việc rồi, về đi. Anh Cảnh. Anh Cảnh. Anh Cảnh, anh nói vậy là ảnh không có muốn tiếp ai đâu. Hai người đi về đi. Nhưng về mà... đi. Thôi đi về, về đi bà ơi. Dù sao bà cũng nói xin lỗi rồi. Đi về thì được rồi. Cái này để tôi nhận giùm cho. Cảm ơn nha. Trả lại cho người ta. Dạ. Anh Cảnh không cho. Đi về giùm đi. Đi. Đi về thôi. Đi. Dù sao bà cũng cảm ơn người ta rồi. Đi về. Người gì đâu mà cọc cằn thấy ghét. Anh, em biết á là thi ơn bất cầu báo, nhưng mà người ta có báo á thì kệ người ta đi. Có gì đâu mà anh giận hai cô gái đó dữ vậy? Tao không giận bọn họ, tao chỉ ghét bó hoa thôi. Anh không thích hoa hả? Hay là cái hoa đó anh không thích? Vậy anh thích hoa nào? Loại hoa thì không quan trọng, những gì gợi ý tới hoa thì tao ghét, mày hiểu chưa? Dạ hiểu. Thôi anh đừng có nóng, uống miếng nước vô đi cho nó hạ quả. Mày có sợ tao không mày? Dạ. Lúc trước thì có, bây giờ thì ngược lại. Ngược lại là sao? Dạ, là em thấy có cảm tình với anh nhiều hơn. Em biết anh chỉ giả bộ thô lỗ với mọi người vậy thôi, chứ anh là người tốt. Là sao? Ý mày nói là tao giả bộ thô lỗ với mọi người để hù dọa mọi người à? Chứ còn gì nữa. Anh Bình kể cho em nghe hết rồi. Anh Bình nói á, anh đã từng giúp đỡ ảnh sao, giúp đỡ gia đình ảnh lúc hoạn nạn sao. Chưa hết đâu, anh Bình còn nói á, anh đã từng hy sinh tánh mạng của mình, đánh với tụi hùng què một trận hoành tráng luôn, để mang lại sự bình yên cho mọi người trong khu chợ. Không đúng hả? Mày cũng nhiều chuyện quá ha. Mới đây mà đi hỏi lung tung rồi. Tại vì em ngưỡng mộ anh thôi, chứ em... Tao nhắc lại một lần nữa, tao không phải là người tốt. Tao chỉ ghét cái cảnh ỷ đông hiếp yếu, cái lớn nuốt cái bé thôi. Đó, anh, thời này mà kiếm được người có tính cách như vậy là hiếm lắm. Cái tính cách này anh em người ta nói giống như là anh hùng nghĩa hiệp thời xưa vậy đó. Nè, tao càng không phải là anh hùng nghĩa hiệp hay là một trang quân tử gì cả. Chẳng qua là cuộc đời tao đã chịu quá nhiều ức hiếp rồi, cho nên thường thấy người trong cảnh ngộ, tao ra tay giúp đỡ thôi. Nói vậy cuộc đời anh chắc nhiều thăng trầm sóng gió dữ ha. Đáng lý ra tao cũng có một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có anh em. Nhưng bất hạnh đã giáng xuống gia đình nhỏ của tao. Mẹ tao mất, ba tao bước thêm bước nữa. Những tưởng cuộc đời của anh em tao sẽ được hạnh phúc với người mẹ kế hiền lành tốt bụng, nhưng tao không ngờ ba tao mất không được bao lâu, ba lại bước thêm bước nữa. Ba lại giở trò đem cha ghẻ về hành hạ anh em tao. Chính người đàn bà có khuôn mặt đẹp đó, với cái tên đẹp như hoa, đã đẩy anh em tao vào ngày tháng tủi nhục, sống còn thua con chó. Quyết định vậy nha. Cậu nói sao thì cứ vậy đi.
Em gửi. Tôi đi nghe. Dạ. Tao đã năn nỉ ông bà chủ mướn tụi bay ở lại. Bưng hủ tiếu gõ ở đây, ráng mở lại làm cho tốt nha. Dạ. Chú, chú đi đâu vậy? Trời ơi, thì tao đi xài tiền chứ đi đâu nữa vợ. Ủa, nhưng mà chú nói là dắt hai anh em cháu vô đây kiếm việc làm, rồi còn lo cho hai anh em cháu có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng mà. À, tao quên, việc ăn ngủ của anh em tụi bay á, đã có anh chị Mười ở đây lo rồi. Tụi bay yên tâm, ráng mà làm cho giỏi đi. Thôi, chú đi chơi nha. Hai đứa. Hai đứa, lại đây. Lại đây dì biểu, nhanh. Hai anh em từ dưới quê mới vô, đói lắm rồi phô. Dạ, sáng giờ con với anh Giang hai người ăn chung có một ổ bánh mì à. Được rồi, dì hiểu. Để dì làm cho hai tô, cho hai anh em ăn. Anh, vô làm hai tô nha. Để chút xíu nghe. Đi, hai đứa đi qua đây ngồi với dì. Dạ. Nè, hai đứa ngồi xuống đó đi. Đợi xíu, tôi đem hủ tiếu ra cho. Rồi, hủ tiếu đây. Đó, hủ tiếu nóng hổi đây. Nè, ăn đi con, hai anh em ăn đi. Dì cho con thiệt hả? Ừ, ăn đi. Ăn đi con. Sao, thấy ngon không? Hủ tiếu ngon quá à. Ăn mau đi anh Giang. Ăn đi con. Nè, cho dì hỏi. Anh Tư hồi nãy á, là ba của hai đứa, đúng không? Dạ không phải. Ba của con chết rồi. Hai đứa bay đừng có xạo. Ba của tụi bay mới lấy một năm tiền lương đây nè. Đúng rồi. Chú nói gì? Lấy trước một năm tiền lương là sao? Thì hồi nãy ba của tụi bay á, nói là mẹ của tụi bay ở dưới quê á, bệnh, rồi không có tiền mua thuốc uống, nên đã lấy trước một năm tiền lương của dì rồi. Cho nên từ bây giờ cho tới một năm, hai anh em tụi bay phải ở đây làm trả nợ cho dì, hiểu chưa? Ông nói dối, ông không phải là ba của tôi. Tao làm sao biết được ông ta có phải là ba của mày hay không? Vậy tôi đi kêu ông ta đến đây nói rõ. Cha lấy tiền, giờ con định giở trò à, hả? Hai đứa bay có tin là tao cho tụi bay một trận không? Hả? Ôi, làm cái gì mà nóng như vậy, từ từ thôi. Anh cứ để cho nó đi tìm ông Tư về đây. Ba mặt một lời, dù gì á, ông cũng đã lấy của mình một năm tiền lương rồi. Không phải là vì không tin con, nhưng mà con nghĩ đi, đời bây giờ nó giả giả thực thực, làm sao gì biết được. Con cứ đi tìm ông Tư về đây, nói cho ra lẽ, phải thì làm, không phải thì thôi. Được, vậy gì đợi con. Nè, con đi đâu á thì đi ha, nhưng mà để em con ở lại đây nha. Khi nào mà con tìm được ông Tư về đây rồi á, thì cho anh em con đi nha. Em ngồi đây đợi anh, nhớ đó. Dạ. Ở lại đây với dì, khi nào mà anh tìm được ông Tư về đây á, dì cho hai anh em đi. Nếu nói vậy là bọn họ cố tình dựng chuyện lên để bắt anh làm việc không công cho bọn họ. Khỏi nó cũng biết anh không tài nào tìm ra được ông Tư đó, đúng không? Lúc đó phần gì còn nhỏ, phần gì mới chừng ước chân ráo bước chân vào Sài Gòn, cho nên ta không dám đi xa, chỉ quanh quẩn về con đường rồi trở về thôi. Vậy là anh phải phụ việc cho hai vợ chồng bán hủ tiếu đó hả? Nếu không chỉ là việc bưng bê, rửa chén, rửa bát, thì tao đã không kể cho mày nghe làm gì. Nè, hai đứa bay cầm. Dì đưa cho con cái này để làm gì? Nè, con tao làm nè. Ngổ rồi dì, hai miếng tre cũng là đồ chơi nữa. Đồ chơi? Đồ chơi cái đầu của mày. Cái này á là thay tiếng rau, mày hiểu chưa? Cầm. Dì nói thôi, đừng đánh em con. Mày tao còn đánh luôn nữa chứ đừng có nói. Mày đừng có ở đây mà giải đời tao, hiểu chưa? Mấy ngày đầu á, mày theo tao để cho biết đường, rồi gõ cái này nè. Người ta mà có kêu hủ tiếu thì chạy về kêu chú Mười làm, rồi đem cho người ta.
nhớ là lấy tiền luôn. Một hồ tô á thì lấy sao cũng được, hiểu chưa? Dạ. Rồi mày đi đi. Dạ 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 dạ. Dạ. Mày đi đâu đi dữ vậy? Mày đi từ từ thôi. Người ta ở trong nhà người ta ra, có biết mày đâu mà kêu. Đi chậm chậm thôi mày. Lấy tô nhiêu lận gì? 5.000. Đi đi. Còn mày theo tao. Đó. Đi. Trời ơi, giờ này 12 giờ khuya rồi, hủ tiếu còn nhiều như vậy. Ê nè 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 nè, ông làm cái gì mà nãy giờ không lo bán gì hết trơn vậy? Không lo bán mà được như vậy á hả? Ba nhà bà ngủ cho đã, giờ bà ra đây bà kiếm chuyện phải không? Tôi ngủ hồi nào, tức muốn chết đây nè. Tức vụ gì, ai chọc bà? Bà nói đi tôi dặn họng nó cho. Con đề nó hành. Chứ bây giờ ông nghĩ đi, tôi bao luôn, tôi nuôi nó cả tháng này nó không ra, giờ tôi bỏ cái nó ra, tôi hỏi ông con tức không? Đề hoài. Mà bà nuôi nhiêu? Thì có mấy trăm mà. Mấy trăm? Bà nói sao nghe nhẹ quá vậy? Mà bà đánh chi lớn quá vậy? Ông hay quá ha. Ông nói tôi, ông nghĩ lại đi, ngày hôm qua ông đi đánh bài, ông thua bao nhiêu tiền mà bây giờ ngồi đây hả, nặng nhẹ với tôi. Dẹp đi. Kiểu này là hụt vốn chắc luôn á. Thôi mệt quá. Ê ẩm quá. Bán mua kiểu này á tôi chán quá. Mấy tô? Dạ, nấu 5 tô hủ tiếu. 5 tô hủ tiếu? Cái thằng này giỏi thiệt á. Để tôi đi nấu cho lẹ. Dạ, 5 tô này là 5 tô chỗ hồi nãy kêu á. Bộ, họ ăn thấy ngon, kêu thêm nữa hả con? Ê, tay nghề của tôi tiến bộ ghê chưa bà? Ừ, tôi biết ông giỏi rồi. Không phải là người ta ăn xong thấy ngon, kêu nữa, mà là 5 tô hồi nãy con làm đổ rồi. Cái gì? 5 tô hồi nãy mày làm đổ? Dạ. Rồi bây giờ mày đem 5 cái tô không này về đây cho tao đúng không? Dạ. Rồi mày kêu tao nấu tiếp 5 tô khác đúng không? Dạ. Mày còn dám dạ với tao nữa hả? Dạ con xin lỗi em ơi. Lỗi phải gì? Đưa đây. Mày có biết 5 tô hủ tiếu đó là bao nhiêu tiền của tao không? Con không cố ý, tại con cho nó làm con té. Mày còn trả lời hả mày? Mày còn lấy tay che mặt nữa hả? Bỏ tao xuống. Tao đánh tao. Mày hả? Bà đánh mỏi tay chưa? Để tôi. Thằng kia, lại đây. Con xin lỗi chú, con không có cố ý. Con xin lỗi chú. Giờ mày có cố ý hay không á thì mấy cái tô của tao cũng đổ hết rồi. Mày biết hết mấy chục ngàn của tao không hả? Có phải vì mày ghét tao bắt mày đi bán nên mày làm đổ hết của tao phải không? Đúng không? Dạ. Tao hỏi lần nữa, có không? Dạ.
Hồi nãy tay nào làm đổ hủ tiếu của tao? Con bưng bừng hai tay nên không biết tay nào. Giờ nó không biết. Hai tay. Không biết chứ gì. Được rồi, tao cho mày biết. Xè luôn hai tay ra. Xè hai tay ra. Mày. Xè tay ra. Nhanh lên. Xè ra. Xè ra. Mày. Đưa ra, không có bụng cho lại. Chết con rồi chú Mười. Đánh ra cho tôi. Đưa ra. Mày. Chết con rồi chú Mười. Xè ra. Mày mà còn giật lại tao đánh còn nhiều hơn nữa đó. Mày hả? Chết con chú Mười. Xe tay ra. Đưa tay ra. Đưa tay lên. Giúp lại. Mày. Khóc cái gì mà khóc? Chú ơi, sao tự nhiên chú đánh em con? Sao vậy em? Ba cũng cho nó làm em sợ. Em làm đổ hết năm tù hủ tiếu. Em không có cố hơn đâu. Chú Mười, em con nó sợ chó lắm. Nó chỉ lỡ tay thôi, chứ nó không có cố tình làm đổ đâu chú. Lỡ tay hả? Cũng phải đánh luôn, đánh cho chừa. Lần sau á, có bị chó cắn á, mày cũng phải đứng yên một chỗ cho nó cắn. Năm tô hủ tiếu của tao còn đáng giá hơn cái mạng của mày á, biết chưa? Năm tô là năm rồi. Tao đánh cho mày nhớ. Chậm tay lại. Nhanh lên. Em sợ. Bây giờ cái tay này đã đau phải không? Chậm lại tay này. Nhanh lên. Chậm tay này đã cái lên. Con chỉ đòn thế em con có được không? Mày muốn bị đòn thế hả? Dạ. Cũng được. Vậy thì mày chụm tay lại. Chụm tay lại. Chụm tay lại. Tay lại. Ừ. Sát vô. Mày. Mấy cái con người này đúng là ác độc, mất nhân tính, bóc lột sức lao động của trẻ em. Mấy người này mà bị bắt á, là phải phạt cho thiệt nặng. Lúc đó ta chỉ mới 16 tuổi thôi, lại là học trò ngoan, cho nên ta chỉ biết nhịn nhục, cắn răng chịu đựng. Mà sao lúc đó anh không đi báo công an đi? Báo công an? Mày nghĩ là mấy người đó chịu giúp đỡ bọn con nít tụi tao sao? Mình không phải là sĩ đăng, học viên cảnh sát đâu. À, công việc diễn biến thế nào? Mọi người báo cáo đi. Biên bản hỏi cung đã có kết luận cuối cùng. Dạ, mời chú xem. Dạ thưa chú, mới đầu thì hắn rất cương quyết, một hai nhận mình là cảnh tinh. Nhưng sau khi xem các chứng cứ xác thực thì hắn đã chịu nhận tội. Hắn khai là có một đại ca sai bảo hắn với một số tiền lớn. Và hắn cũng thú nhận là chưa bao giờ gặp cảnh tinh, nên không biết mặt mũi anh ta như thế nào. Xưa nay chúng ta đã biết cảnh tinh vốn hoạt động một mình, cho nên không có chuyện hắn đem đồng bọn thế thân. Hơn nữa, vụ cướp đã xảy ra trên cùng hai địa bàn một lúc. Cảnh tinh thật đã thoát thân, tên kia quả là cố tình chần chờ để bị bắt. Nếu đúng như lời tên tội phạm đã khai, thì có một đại ca đã thuê hắn đứng ra nhận tội giúp cảnh tinh. Nhưng gã đại ca đó là ai? Tại sao hắn lại giúp cảnh tinh? Vấn đề mấu chốt là ở đây. Theo như những gì điều tra được, rõ ràng cảnh tinh độc lập trong hành động và không biết gì về chuyện mình được hỗ trợ. Chỉ cần tìm ra tên đại ca đó là ai, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được cảnh tinh thật là ai. Dạ theo lệnh chú, hôm qua con đã thả tên tội phạm và cho người đón lõng theo dõi hắn. Nhất định hắn sẽ tìm tên đại ca để liên lạc. Tốt. Vụ cướp đó đã xảy ra hơn một tuần. Theo như thông lệ, chúng ta còn hơn 2 tuần nữa để chuẩn bị. Lần này nhất định phải bắt được tên cảnh tinh, không được để hoang mang trong dân chúng. Dạ. Còn đồng chí Tấn, đồng chí hãy chốt lại các danh sách địa bàn có thể bị đánh cướp cho tôi. Dạ. Cậu Tài. Dạ. Sau khi nắm được danh sách của cậu Tấn, lập tức liên hệ với chủ nhà, lắp đặt hệ thống báo động và camera theo dõi về trung tâm. Dạ.
Nam Chí Tâm. Dạ. Cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, tìm ra hành tung của gã đại ca là ai. Dạ. Có ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người hãy trở về vị trí của mình đi. Dạ. Con còn một chuyện muốn nói. Cậu nói đi. Để bảo vệ an toàn cho chú, cũng như phòng tránh chuyện đáng tiếc đã xảy ra trong đêm hôm trước, cháu đề nghị là ban chuyên án phải tăng thêm lực lượng, cho người đến nhà bảo vệ thủ trưởng. Dạ phải đó chú. Các cậu nghĩ rằng tôi không đủ sức để đối phó với tên cướp đó sao? Dạ không phải. Nhưng hắn ở trong tối, mình ở ngoài sáng, đề phòng vẫn hơn. Chú đừng có nên chủ quan. Lỡ như... Không sao. Từ hôm bị tập kích, tôi đã cảnh giác nhiều hơn rồi. Các đồng chí không nên làm lớn chuyện này. Cứ tập trung sức lực, hoàn thành nhiệm vụ tôi giao nha. Dạ, dạ, dạ. Sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Nè, từ một đứa trẻ có gia đình, anh trở thành một đứa trẻ mồ côi. Mới đi mà mày đã biết rồi. Mũi mày cũng thính thiệt.